Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trồng cây hoa giấy, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái việc kiểm tra khi cây hoa giấy sau 1 tháng bón đạm NPK các bạn nhé. Đó, thì chia sẻ các bạn là ở đây thì mình đang quay cho các bạn xem cái cây hoa giấy Nhật các bạn này. Đó, cây này thì trồng 1 năm rưỡi các bạn nhé, và được dâm lên từ cành. Đấy, thì sau khi mà dâm từ cành lên ấy, thì mình đã đem ra cái chậu này mình trồng này. Đó, tức là vẫn đem đào ra cái bầu dâm này trồng, chứ mình chưa, thời gian tới thì mình có điều kiện là mình sẽ bỏ lên chậu các bạn nhé, để trồng nhé. Đấy, thì nói chung là sau 1 tháng bón đạm NPK thì cái cây hoa giấy này bây giờ nó đã vươn cành và lá rất là nhiều các bạn này. Tại cái thời điểm trước đây 1 tháng thì cái cây này là nó phát triển tương đối là chậm, bởi vì mình cũng bận việc và thời gian chăm sóc thì không được nhiều. Cho nên là những cái cành mà như thế này là chưa có các bạn này. Đây, những cái cành này chưa có này. Cành nhỏ nhỏ này là mới mọc, chưa chưa mọc luôn. Nhưng mà sau 1 tháng thì mới mọc ra đây các bạn này. Chẳng hạn như lấy cành này mới mọc ra này, mới mọc ra nhá. Cái này không phải là cái lá nó bị héo đâu. Cái này do là mình mới đem ở ngoài nắng vào đây thôi. Ngoài nắng vào để mình quay clip đấy, và chia sẻ cho các bạn thôi. Chứ thực ra là này, cái này là đang để ngoài nắng các bạn nhé. Lúc mà mình mà để cái chậu này ngoài nắng mà mình quay clip cho các bạn xem thì ánh nắng nó chói quá, bởi vì lúc này là 10 giờ sáng các bạn nhé. 10 giờ sáng thì quay clip rất là chói, cho nên là mình sợ các bạn không có xem được đấy, cho nên là mình đem vào trong cái trong mát này. Thì cũng tranh thủ những cái ngày cuối tuần rảnh rỗi thì mình có làm trồng thêm một số cái cảnh chăm sóc, tranh thủ là quay clip lên để chia sẻ các bạn tham khảo nhé, đặc biệt là dành cho các bạn đam mê. Thì cũng giống như trong cả clip trước thì chia sẻ các bạn là cái cây hoa giấy thì nó có một cái đặc điểm là nó rất là phù hợp với cái đạm NPK các bạn nhé. Khi các bạn mà trồng cây hoa giấy mà chưa bón đạm NPK thì thực ra là mình bón đã còn thiếu, tức là chăm cây hoa giấy nhưng mà vẫn đang thiếu mất một nửa, mới làm một nửa công việc thôi, đó là bón phân hữu cơ hoặc là phân trùng hoai, thì còn cái phân đạm NPK nữa. Đấy, thì cái phân đạm này thì nó có cái tác dụng là kích thích phát triển cành và lá cây hoa giấy rất là mạnh các bạn nhé. À, khi mà cành và lá phát triển nhiều như vậy thì nó sẽ làm cho cái cây hoa giấy là nó lớn rất là nhanh, lớn nhanh. Bởi vì như các bạn biết rằng là khi mà cành mà lá nhiều thì cây hoa giấy nó sẽ quang hợp nhiều hơn đúng không? Quang hợp nhiều thì nó sẽ tập trung cái, nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đấy, nhiều chất dinh dưỡng thì nó nuôi thân hoa giấy nó càng lớn thôi. Đó, thành ra là cái cây này thì hiện nay là mình vẫn chưa cắt tỉa các bạn ạ. Mình mục đích là vẫn đang để vậy và nuôi cái gốc cho nó lớn lên một chút đã. Cái gốc của nó đây các bạn này. Đấy, cái gốc là bây giờ tương đối là lớn đấy các bạn nhé. Cây này cái gốc tương đối là lớn. Đấy, mặc dù là dâm cành nhưng mà cái cành thời điểm mình dâm là tương đối lớn, cho nên là nó ra cũng tương đối là đẹp. Cây này bây giờ bỏ lên chậu, cái chậu xi măng ấy. Đấy, chậu xi măng đúc thì tương đối là đẹp rồi. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một cái chia sẻ vui vui để cho các bạn xem và tham khảo luôn nhé. Đó là cái thời điểm mà cách đây 1 tháng là mình chưa bón đạm thì những cái cành nó mới mọc một xíu cho các bạn này. Nó mới mọc một xíu khoảng 5 phân thế này thôi nhé. Đấy, 5 phân thế này này. Đó, thì hôm nay là đúng khoảng 4 tuần rồi. Thì cái cành nó mọc vươn dài ra như thế này nhá. Đấy, vươn dài ra đây. Thì lát nữa mình lấy cái thước mình đo xem thử là sau 1 tháng thì cái cành nó vươn dài ra bao nhiêu phân các bạn nhé. Để các bạn được hình dung được cái tác dụng phân NPK nó thúc đẩy cái cây hoa giấy nó phát triển như thế nào nhé. Đây này. Bên này lên đây. Đấy. Đấy, một số cành bên này thì cũng phát triển, cũng mới phát triển hết, những cái cành này mới phát triển hết các bạn này. Đây nhá, nhưng mà nó phát triển sau hơn, sau thôi. Cho nên là nó vẫn nhỏ và yếu hơn này, đó. Ví dụ cành này phát triển cùng một thời điểm này. Ở đây mình lấy cái thước thước mét để mình đo cho các bạn xem nhá. Đây. Cái này là cái thước thước mét các bạn này, đúng là dài 1 mét luôn nhá. Đó, đo các bạn xem chơi chơi tí. À, một số bạn mà trồng hoa giấy lâu năm thì các bạn có thể biết rồi, hoặc là một số bạn mới trồng thì các bạn xem tham khảo nhé. Đây không này, lên trên kia là đúng 100 cm, tức là 1 mét. Thì ở đây đo cho các bạn xem lại nhé. Đây, mình trừ đi 5 phân nhé, trừ đi 5 phân ở dưới nhé. Đây, trừ 5 phân ở dưới thì lên đây là dài bao nhiêu, đo lên đây. Đây, các bạn xem chơi thử nha. Đây, lên đây. Đó, lên đây là khoảng tầm 7
73 các bạn ạ, 73 đi, 73 nha. Đấy, cho là 73 đi. Đây các bạn nha. Đây. Con số 73 đây nha, 73 này. Nó đứng đúng đến đây luôn đấy. Đây. Quay cho các bạn thấy luôn nhá, chứ không là mình đo mình bảo là không chính xác này. Đây, 73 này. Đó. Đó, 73 mà từ đi khoảng tầm 5 phân, 5 phân vào cái thời điểm mới bón phân ấy, đó, tức là khoảng 68 các bạn nhá. 68 cm. Tại thì sau 1 tháng thì nó dài ra khoảng 68 phân của cái cành lớn nhất này. Đó, cái cành bên này cũng vậy luôn, cành bên này cũng to gần bằng như vậy luôn. Đó. Hôm qua là gia đình mình có mấy đứa nhỏ nó ngắt hết lá đấy các bạn, ngắt hết lá đây. Cả mấy cái lá này vừa mới ngắt xong này. Các bạn thấy không? Đấy, như vậy là sau 1 tháng là nó có thể ra ra khoảng 60 phân, 60 cm. Và đối với những cái cây hoa giấy Nhật nhá, cái hoa giấy đang chia sẻ các bạn là hoa giấy Nhật. Và hôm nay nó lốm đốm có hoa đây rồi các bạn này. Đấy, nó lốm có hoa đây nhá. Có một bông này này. Đây có bông này này. Đấy, cây này khả năng là khoảng 2 tuần nữa là sẽ có hoa vào tiết âm lịch các bạn nhá. Bởi vì hôm nay 18 rồi. 18 thì còn khoảng 12 ngày nữa. Thì 12 ngày nữa thì khả năng là cây này vẫn ra hoa tết các bạn. Đây, bên này có búp này này. Đây, cành bên này thì sau khoảng 1 tháng thì nó già ra khoảng cái này 40 các bạn ạ, 40 phân nhá, 40 phân này. Đó, bên này cũng vậy, bên này thì cành này khoảng dài khoảng 30. Thì trong clip hôm nay thì chia sẻ các bạn là cũng nói chung là trồng cây hoa giấy thì rất là dễ thôi. Các bạn có thể mua cây giống về các bạn trồng, hoặc là các bạn có thể dâm cành giống như mình ở đây. Đó, dâm cành ở trên cái bầu dâm này này. Thì trồng cây hoa giấy thì các bạn chỉ cần lưu ý ba cái vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là các bạn bón phân hữu cơ cho nó. Bón phân hữu cơ thì đối với mình thì mình hay bón 1 tháng 1 lần. Đấy, còn phân NPK là khoảng 2 tháng, tức là phân hữu cơ và phân NPK thì cách nhau 1 tháng các bạn nhé. Cách nhau 1 tháng. Phân NPK thì các bạn bón vừa đủ thôi, không cần bón nhiều quá. Đó. Đối với cây này thì các bạn chỉ cần bón khoảng 3 thìa cà phê. Đấy, 3 thìa cà phê là có thể đủ phân NPK rồi nhá. Bởi vì là nếu mà bón nhiều là làm cho cây hoa giấy nó bị nóng gốc các bạn ạ. Nóng gốc và nó có thể làm thối rễ và chết cây hoa giấy các bạn nhé. Bởi vì cái phân NPK là tương đối là nóng các bạn ạ. Nóng gốc nhá. Nếu mà chúng ta bón nhiều. Đó là phân NPK, phân hữu cơ. Vấn đề thứ ba là các bạn phải để nơi nhiều nắng các bạn nhé. Để ra nắng, khu vực nắng nhiều. Đấy. Tức là khi cây hoa giấy nó đã khỏe rồi ấy, các bạn dâm lên mà đã khỏe, hoặc là cây hoa giấy còn nhỏ mà nó đã ra nhiều cành nhiều lá đã khỏe, thì các bạn đem ra nắng thì lúc đấy là cây hoa giấy nó mới lớn và nó mới ra hoa được các bạn nhé. Còn các bạn trồng ở nơi thiếu ánh nắng hoặc là ở nơi rợp là cây hoa giấy nó không ra hoa đâu. Đấy, không ra hoa, nếu mà có ra thì cũng ra rất là ít thôi. Ra hoa rất là ít, ra lẻ tẻ ít bông vậy thôi. Đấy, cây hoa giấy thì nó ưa nắng, nó ưa nóng, khí hậu nóng nhưng mà có độ ẩm cao, tức là khí hậu nóng nhưng mà ở trong không khí thì vẫn có hơi nước nhiều đó các bạn ạ. Gọi là nóng nhưng mà độ ẩm cao, hơi nước trong không khí vẫn nhiều, thì cây hoa giấy là phát triển rất là tuyệt vời luôn, là rất phù hợp với khí hậu nóng. Đấy. Thì đối với cây này thì do là mình cũng để ngoài nắng các bạn, để ngoài nắng thì bây giờ nó mới ra hoa thế này nhá. Còn thực ra là mình không để trong mát như thế này đâu. Đó, lá là mình sẽ mang ra ngoài nắng, tức là mang ra trước cổng đấy, để cho nó có ánh nắng để quang hợp các bạn nhé. Rồi, phía bên này mình cũng có trồng một số cây trên chậu này các bạn này. Đây, cây này cũng bón đàm cùng một thời điểm với cây bên kia luôn. Đấy, cây mình vừa quay clip cho các bạn xem đó. Đấy, cây này cành nó cũng mới mọc lên cả đây này. Đấy, rất là dài luôn. Phát triển rất là nhanh các bạn nhé. Đây nè các bạn này. Đây, cây bên này cũng đâm trôi sau 1 tháng bón đạm. Đây, những cái cành này là mới mọc lên hết này. Cành này mới mọc này.
Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn một số thông tin liên quan đến cái tác dụng của phân NPK đối với cây hoa giấy các bạn nhé. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin để các bạn tham khảo trong quá trình các bạn trồng cây hoa giấy nhé. Rồi mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cái cây hoa giấy này thành công nhé. Sau video mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.